xóm Phụ Kiệm Loa Bẫy Chim xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác đam mê săn bẫy trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay shop lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho bác về hai cái dòng mẫu loa này đang được các bác tin tưởng, bẫy chim sẻ, bẫy chích chè, bẫy chè than rất chia nhiều. Thì bác nào đang quan tâm đến mẫu loa bẫy chim, bác liên hệ trực tiếp cho bên em để bên em được bán cho bác những chiếc loa chuẩn chỉ nhất nhé. Thì trong cái video này em sẽ giới thiệu chi tiết và sẽ test thực tế về chất lượng âm thanh cũng như cái loa chép bên em đã test, đã đấu và chất lượng âm thanh của tiếng chim nhé, tiếng chim sẻ cho bác cùng nghe. Thì bác nào mà đang mất dụng cụ hay thiếu những phụ kiện thay thế trong loa, các bác liên hệ trực tiếp cho bên em. Bên em chuyên cung cấp các phụ kiện loa đầu đàn, loa bẫy chim nhé, phụ kiện thay thế loa giá rất chìa bình dân các bác nhé, rất chìa bình dân. Bác nào đang có nhu cầu về túi đeo loa này, túi đeo loa hàng chuẩn chỉ, hàng thủ công các bác nhé, hàng thủ công may rất chìa dày dặn và đẹp nhé, lỗ thoát tiếng cực kỳ thông nhé, cực kỳ thoáng luôn. Thì một chiếc túi đeo loa hàng thủ công hàng đẹp này hiện tại bên shop đang bán với giá là 130.000 nhé, 130.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển về tận nhà mình. Đấy, túi của nó rất chìa nhiều ngăn, hàng rất chìa đẹp luôn. Đấy, lót lưới ở trong này, bác nhìn này, cực kỳ đẹp nhá. Và các bác nào mà đang muốn mua thêm pin dự phòng, đây một chiếc pin dự phòng nhá, một chiếc pin dự phòng thì hiện phụ hỗ trợ các bác khi các bác mua loa giá chỉ có 100.000 nhá, một chiếc pin dự phòng. Nếu các bác mua lẻ vui lòng cộng thêm 30.000 tiền ship giúp em nhé. Hoặc những chiếc sạc đồng giá cho bác khi bác mua theo loa hay pin trong loa đồng giá là 100.000 khi bác mua theo loa các bác nhé. Hoặc điều khiển, những chiếc điều khiển bác mà mất các bác liên hệ bên em cũng cung cấp cho bác những chiếc điều khiển nhé, hàng chuẩn chỉ nhất. Đây hay chiếc thạch anh nhá, để mình độ với độ loa cho chim sẻ chè than nhé, chè lửa cực kỳ hiệu quả luôn, đạt đến 99,9% nhé. Đấy, bẫy là ăn, bẫy là dính. Đấy, cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Thì một chiếc thạch anh loại 6 mối này thì hiện tại các bác đấu theo thì bên em sẽ tính cho bác giá chỉ có 130.000 các bác nhé, 130.000 cho chiếc đơn nhé. Còn chiếc đôi khi bác đấu kèm loa thì bên em sẽ bán cho bác giá vô cùng là hợp lý, giá chỉ 180.000 cho chiếc thạch anh, thạch đôi các bác nhé. Rồi thì đây em sẽ giới thiệu về nhân vật chính ngày hôm nay. Thì phụ kiện theo loa khi bác mua theo loa gồm sẽ có một điều khiển mic và pin, dây sạc loa và một chiếc túi màu dàn di cực kỳ xịn sò như này. Đấy, phụ kiện đi theo loa các bác nhé. Đấy, về phần loa thì đây bên em đã đấu trực tiếp cho bác về cái chiếc loa AS898 cho bác nhé. Thì chất lượng âm thanh nào thì em sẽ test thực tế cho bác về chất lượng âm thanh của cái dòng loa 998 này nhé các bác nhé. Khi mình đậu chiếc này, âm thanh của nó sẽ trong nhé. Đấy, tiếng cực kì đanh luôn. Đấy, cực kì đanh luôn. Bác mình bẫy chim sẻ, mình treo lên cao, cực kì hiệu quả nhé. Đấy, tiếng gọi chim, gọi bầy về rất chìa nhiều các bác nhé. Đấy, thì một chiếc loa AS này, đấy, đấu chiếc đơn này thì hiện tại bên shop đang bán với giá là 530.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển về tận nhà mình. Đấy, thì đây là đấu em test thực tế về âm thanh đã đấu chép nhé. Còn đây là bác nào mà muốn mua loa AS998 nhỏ gọn thì nó sẽ giá của con chiếc 998 này giá là 400.000 các bác nhé, 400.000. âm thanh của nó khi mình chưa đấu chép này, tiếng cực kỳ trong, cực kỳ ấm các bác nhé. Đấy, cực kỳ trong, cực kỳ ấm. Thì loa phụ kiện đầy đủ giá là 400
400.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển về tận nhà mình. Thì bác nào mà nhu cầu đấu check thạch anh cứ liên hệ bên em, giá cực kỳ yêu thương cho bác. Thì một video ngắn em làm đây, xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.